Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với Trên Đường Xe Hơi ạ. Bây giờ nó là cuối tháng 8 dương lịch rồi. Đâu đó còn khoảng một tuần nữa là sẽ hết tháng và cũng sẽ hết cái chương trình giảm 100% lệ phí trước bạ dành cho mẫu Mitsubishi X-Fort phiên bản Exit này. Thì hôm nay em sẽ quay nhanh cái mẫu Exit này. Ngoài ra là cũng cập nhật cho mình cái giá bán của khoảng 10 ngày cuối cùng trong tháng 8 này để mình có thể cân nhắc lựa chọn các phiên bản sao nó hợp lý nhé. Thì về các phiên bản thì X4 ở Việt Nam sẽ phân phối 4 phiên bản. Thấp nhất là phiên bản GLX có mức niêm yết là 599 triệu đồng. Tuy nhiên thì thời điểm này cái mẫu xe này nó phải nói với các bác là gần như là cái nguồn cung nó ít quá. Thời điểm trước nó bán tốt thì đâm ra là thời điểm này các bác đặt rất là khó nhé. Cũng chờ xe khá là lâu đấy ạ. Phiên bản thứ hai là phiên bản Exit em quay trước mặt anh chị đây là 640 triệu giá niêm yết, nâng cấp hơn một chút về ngoại thất, ví dụ như là mâm này hay là đèn sương mù. Duy nhất phiên bản này là phiên bản được giảm 100% lệ phí trước bạ cho anh chị, tức là mình bỏ thêm một chút về tiền đăng ký đăng kiểm đấy, phí ra biển thì là mình có thể lăn bánh mẫu xe này. Ngoài ra thì xe vẫn có khuyến mại riêng của từng đại lý tùy từng khu vực. Tiếp đến là phiên bản Premium nhé. Premium là phiên bản cao cấp rồi. Các bác phải phân biệt bằng nội thất vải sáng màu ở trong như này. Thì Premium có mức giá niêm yết là 680 triệu. Và cuối cùng là bản Ultimate thì một chút nâng cấp về cốp điện, ADAS cũng như là sạc không dây 705. Giá trên em báo là giá niêm yết của từng bản. Mỗi bản thì đều có chương trình giảm giá, khuyến mại và quà tặng kèm theo xe. Rồi, với các bác mà tham khảo mua Exit phiên bản gọi là vừa phải vừa đủ chi phí bỏ ra không quá nhiều nhé, thì 640 triệu các bác lăn bánh, các bác được giảm tiền mặt tương đương 100% lệ phí trước bạ, tức là trừ đi 64 triệu đúng không ạ? Ngoài ra thì các bác lưu ý giúp em thì giá em báo cũng chưa phải là giá chung kết nhé. Tùy từng khu vực, tùy từng địa phương thì cái mức hỗ trợ các nơi nó sẽ khác nhau một chút. Thì tổng cái lăn bánh của em này đâu đó nó dao động vào khoảng tầm hơn 630 thôi, cũng không phải là ngoài 640 như là giá niêm yết nó cộng thêm phí đâu. Đấy, cụ thể như nào thì các bác book máy alo trực tiếp giúp bên em. Bản Premium thì đây đây là bản GLX nhá, các bác nhìn mâm là biết ngay đây là GLX này. Thì phiên bản này rất ít xe, giá thì đâu đó thật ra cũng không giảm nhiều như thời điểm trước được ạ. Đấy, còn với phiên bản cao cấp như phiên bản Pre thì các bác lăn bánh thời điểm này ở tỉnh địa phương thuế 10% như là Bắc Ninh, Bắc Giang thì nó sẽ dao động vào khoảng 720 đến 730 triệu nhé. Và các bác lăn bánh bản Ultimate bản cao cấp nhất thì nó sẽ dao động vào khoảng 700 hơn 760 triệu một chút. Đó, tùy từng màu, tùy khu vực nhé các bác nhé. Bác quan tâm thì úp máy alo trực tiếp cho bên em. Rồi, em đi lại về cái bản Exit này. 640 triệu lăn bánh đâu đó vào khoảng hơn 630, tức là rẻ hơn giá niêm yết. Đó, thì các bác mua về các bác có phải làm thêm gì không, có phải đổ đẽo gì không, thì cũng xin thưa là mình nên nên làm thêm một chút về cái ghế da. Ở đây nguyên bản của nó sẽ là ghế nỉ nhé. Đấy, ngoài ra thì mình có thể lắp thêm một chút về cảm biến này, cam hành trình đúng không ạ, dán phim trải sàn thì bên em tặng rồi, mình làm thêm cam hành trình, cảm biến và có thể làm thêm một cái độ xi nhan. Đấy, xi nhan nguyên bản của Exit thì nó hơi bé, mà mình có thể độ phía trên hoặc là cả cái đèn sương mù ở phía dưới như này cũng được. Đó, hay là một số cái mà mình có thể lắp thêm cảm biến áp suất lốp nữa, hoặc những cái phụ kiện cơ bản để mà mình di chuyển một chiếc xe thông thường. Vay mua trả góp với phiên bản mà lăn bánh hơn 600 như này thì các bác vay đâu đó vào khoảng 450 nhé, chuẩn bị giúp em vào khoảng từ gần 200 triệu. Hàng tháng thì mình sẽ trả đâu đó vào khoảng 8 triệu rưỡi đến 9 triệu tùy thời gian vay. Đấy, hồ sơ các bác mà không nợ xấu, không chậm trả thì có thể vay thoải mái nhé.
lãi suất cụ thể như nào tùy từng ngân hàng, thì các bác cứ alo liên hệ trực tiếp giúp em. Đấy. Exit này thì các bác yên tâm là có cửa gió hòa điều hòa hàng ghế thứ hai, kể cả phiên bản GLX thấp nhất đi nữa. Đấy, xe này thì bọn em đã trang bị luôn cả trải sàn da rồi nhá. Con này nó hơi tối. Đấy, cửa gió hàng hai và có một điều là nó ngồi rất là rộng, như em 1m8 này, các bác này vẫn thấy một gang tay này. Ngồi hàng ghế thứ hai yên tâm là bao rộng rãi nhá. Hiện nay thì toàn bộ các đại lý đều có xe lái thử. Mình có nhu cầu thì có thể đến đại lý hoặc là liên hệ của bên em để em sắp xếp xe lái thử cho các bác nhé. Rồi, Exit, Infor Exit giá lăn bánh rẻ hơn giá niêm yết cho các bác có nhu cầu mua, và chỉ còn đâu đó vào khoảng chục ngày nữa để mình cân nhắc tham khảo của cái mẫu xe này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo.